Trận đấu gần nhất trên sân Thiên Trường sẽ diễn ra vào ngày 9 tháng 12 khi câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định tiếp đón Công an Hà Nội. Đây là sân bóng có sức chứa lớn nhất tại V-League mùa này. Sân vận động Thiên Trường chính thức được khởi công xây dựng lại gần như toàn bộ vào tháng 11 năm 2000 và chính thức khánh thành vào ngày 30 tháng 8 năm 2003. Mặt sân sử dụng cỏ Bermuda nhưng có khác biệt so với các sân bóng khác tại V-League. Sân còn được trang bị hệ thống màn hình LED quảng cáo hiện đại. Chỉ khán đài A và B của sân được lắp đặt ghế ngồi, mang đến sức chứa khoảng 22.000 khán giả cho sân vận động Thiên Trường.